Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì cái chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ nói về vấn đề thời sự đi xin. Thưa quý vị và các bạn, thì vài ngày nay trên cái phương tiện thông tin đại chúng thì có một cái bị cáo cũng đã trên 78 tuổi thực hiện cái hành vi dâm ô đối với trẻ em. Thì sau khi tòa án sơ thẩm tuyên bị cáo này 36 tháng tù giam, thì bị cáo đã kháng cáo và các phúc thẩm của tòa án nhân dân tỉnh đã giảm mức hình phạt xuống từ 36 tháng xuống còn 18 tháng và cho được hưởng án treo. Về nhìn nhận góc độ mà phản ứng của dư luận thì có những cái nguồn đa chiều khác nhau. Thì thông qua cái video này thì tôi sẽ nói hai vấn đề. Thứ nhất, tôi cho rằng tôi nói về vấn đề thứ nhất là đứng ở góc độ người bị hại. Thưa quý vị và các bạn, cái hành vi dâm ô trẻ em là một cái hành vi mà đáng lên án trong một cái xã hội hiện đại. Thực sự thì tôi cũng đã từng tham gia trong những cái vụ dâm ô. Tôi xin kể như thế này. Tôi được mời tham gia để bảo vệ quyền và lợi ích của người bị hại là bé chưa đủ 16 tuổi. Và thế rằng là tôi được chỉ định thì đúng hơn, chỉ định để bảo vệ quyền và lợi ích của người bị hại. Câu chuyện của tôi là như thế này. Câu chuyện của tôi rằng là mẹ lấy người chồng trước và sinh ra một đứa con. Và sau này thì người chồng cũ thì đã ly hôn. Và tiếp đến thì bà đã bước thêm một bước nữa với một người thanh niên trẻ tuổi hơn mình. Và khi mà bà đi lấy tiền nhà trọ thì người tình nhân của bà đã có hành vi sờ soạng và dâm ô đối với con ruột của mình. Thì bà đã phát hiện cái hành vi này nhờ cái sự nói lại của người con, và bức xúc thì bà đã có hành vi tố cáo người tình nhân này ra trước pháp luật. Trở lại vấn đề góc độ là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại. Và thực sự chính bản thân tôi thì cũng có hai cô con nhỏ, và cả hai cô đều là con gái. Cho nên tôi hiểu được một người mẹ, tôi hiểu được xã hội lên án như thế nào đối với hành vi dâm ô trẻ em, đối với cái chuẩn mực của đạo đức Việt Nam. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn hãy cởi mở một chút xíu. Vì đã là cái hành vi phạm tội được quy định trong luật thì rõ ràng, nếu trong trường hợp đó là cái hành vi vi phạm đạo đức mà không được quy định trong luật thì người ta có quyền lên án. Còn bây giờ cái hành vi đó đã ghi thẳng vào trong điều luật là hành vi dâm ô trẻ em theo điều 116 của Bộ Luật Hình Sự năm 99. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em thì phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tôi trở lại cái vấn đề là phản ứng dư luận từ 36 tháng đến xuống còn 18 tháng. Thưa quý vị và các bạn, đứng ở góc độ người bị hại là như vậy. Những cái tinh thần, những cái danh dự nhân phẩm của một bé gái bị xâm hại và không có gì có thể cân đong đo đếm được. Và cái điều thứ hai là luật pháp sẽ điều chỉnh trong vấn đề này đối với cái khung 1 là từ 6 tháng đến 3 năm. Vậy đứng ở góc độ là một luật sư, nếu tôi nhận cái vụ việc này thì bằng mọi cách tôi sẽ kiếm những cái tình tiết giảm nhẹ.
để giúp cái bị cáo của mình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đưa ra những cái chứng cứ, những cái cơ sở pháp lý. Chúng ta không, vì tôi cũng không được trực tiếp để mà xem, để mà nghiên cứu, để mà luận bàn về những cái bút lục, cho nên tôi sẽ không bàn về vấn đề về mức hình phạt chuyển từ 36 tháng mà kháng cáo giảm nhẹ xuống còn 18 tháng và cho hưởng án treo. Ở đây tôi chỉ nói là quý vị và các bạn phải hiểu rằng nếu quý vị và các bạn đứng ở góc độ người bị hại, mình là cha, là mẹ của những đứa con, thì mình sẽ thấy xót xa khi cơ thể của bé bị xâm hại. Một cái đứa bé không thể tự bảo vệ mình. Tuy nhiên là cái nghề luật sư, thì chúng tôi hiểu rằng không hẳn là một cái vụ án của trong cái vụ dâm ô trẻ em, mà bất kỳ một cái vụ án hình sự nào khi luật sư tham gia và có cái yêu cầu mời, thì chúng tôi sẽ bằng cái tâm huyết, bằng cái nhiệt huyết, bằng cái nghiên cứu, bằng cái kiến thức pháp luật để làm như thế nào đó để viện dẫn những quy định của pháp luật để cho bị cáo được hưởng một cái mức án thấp nhất, có căn cứ, có viện dẫn. Hôm nay thì tôi cũng đưa ra một cái điều duy nhất mà có lẽ rằng là tôi cũng mong muốn đưa cái tội 116 dâm ô đối với trẻ em, để quý vị và các bạn hiểu được rằng thế nào là tội dâm ô trẻ em. Và cái điều thứ hai nữa là người phạm tội là người già. Thưa quý vị và các bạn, theo cái điều 51 mà khoảng 1 điểm ô, thì người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên. Thì tôi cũng không phân tích nhiều. Tuy nhiên theo cái phương tiện thông tin đại chúng, thì hiện tại rằng cái người mà thực hiện cái hành vi phạm tội đó là 78 tuổi. Vậy theo cái quy định của bộ luật tố tụng hình sự mới, thì ông được xét là người phạm tội là người già. Và có lẽ rằng ở cái cấp phúc thẩm, ở cái cấp sơ thẩm họ chưa xét, và lên trên họ xét. Còn có những cái tình tiết khác nó được quy định là tình tiết giảm nhẹ theo quy định của điều 51. Tuy nhiên cũng có những tình tiết không được ghi nhưng vẫn được ghi trong bản án. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi cũng muốn mạn phép nói về cái câu chuyện thời sự nóng về cái hành vi của một cụ ông ở cái lứa tuổi thất thập cổ lai hy là 78 tuổi, thực hiện một cái hành vi dâm ô đối với trẻ em, mà cái hành vi dâm ô này đã được các cơ quan tiến hành tố tụng, điều tra, thu thập, lấy lời khai và xác định hành vi này của cái cụ ông này đã phạm vào cái tội 116 của bộ luật hình sự. Thì theo tôi được biết thì cái điều đó đã thực hiện cái hành vi phạm tội thực hiện vào khoảng tháng 4, tháng 5 năm 2014, cho nên áp dụng cái luật hình sự năm 1999. Như vậy thông qua cái video này, tôi nói quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu rằng có thể chúng ta nhìn nhận một cái sự việc khi chúng ta chưa có thể hiểu thấu được tất cả toàn bộ cái sự việc, và chúng ta đứng về một cái góc độ nào đó. Bây giờ tôi đơn cử như thế này. Tôi có một người bạn, họ làm một cái mức lương tháng là 2.000 đô. Thì tôi có nói rồi, bạn làm mức lương tháng 2.000 đô là nhiều quá. Tuy nhiên thì một người khác thì bảo rằng là ôi, làm tháng 2.000 đô có cái gì đâu mà nhiều. Như vậy, cái dư luận xã hội, nếu anh đứng vào góc độ người bị hại,
là con là cháu là những người thân thuộc của người bị hại, thì quý vị và các bạn sẽ cảm thấy xót xa và cho rằng mình sẽ kháng cáo để tăng mức hình phạt. Tuy nhiên rằng đứng ở góc độ những người luật sư như chúng tôi là cái thiên chức, những bị cáo cũng cần lắm. Họ có những cái góc khuất, họ có những cái điều không thể nói ra được, và họ chỉ có thể trải lòng với luật sư và các cơ quan tiến hành tố tụng. Tôi tin rằng họ đủ cái chứng cứ để buộc cái hành vi của một cái cụ ông về tội dâm ô đối với trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn thì trong từng những cái video thì tôi sẽ có những cái quy định của pháp luật để quý vị và các bạn sẽ hiểu thêm về kiến thức pháp luật trong lĩnh vực hình sự. Và sắp tới đây thì tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ để nói về người phạm tội là người già theo khoản 1 điều 51 của Bộ Luật Hình Sự. Quý vị và các bạn đón xem nhé. Xin trân trọng cảm ơn.